nhà thờ chánh tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã chủ tế thánh lễ mừng kính Thánh Francisco Xavier kỷ niệm ngày Đức Hồng Y thụ phong giám mục và đây cũng là thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ mục tử của ngài. Hiện diện trong thánh lễ có Đức giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, Đức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến, lên mục đoàn Tổng giáo phận các chúng sinh tu sĩ và đại diện của tất cả các giáo sứ trong tổng giáo phận. Thánh lễ diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng mang đậm nét gia đình trong ngôi nhà thờ mẹ. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Lorenzo đã đại diện cho cộng đoàn hiện diện cũng như cho toàn thể tổng giáo phận dâng lời chúc mừng Đức Hồng Y trong ngày kỷ niệm lần thứ 27 ngày thụ phong chức giám mục. Nói về Đức Hồng Y, Đức cha Lorenzo đã bày tỏ Ngài là một vị lãnh đạo có bản lĩnh kiên trung, người thầy đức tin trung thành. Ngài đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách giản dị, âm thầm. Điều nổi nhất nơi Ngài là lòng nhân hậu. Ai ở gần Ngài đều nhận thấy nơi Ngài là người từ ái khoan dung, không lên án những kẻ yếu đuối về thể lý cũng như tinh thần. Ngài không nỡ tắt tim đèn còn khói, bẻ gãy cây sậy đã dập. Chia sẻ đầu thánh lễ, Đức Hồng Y đã nói lên tâm tình của mình sau khi được tòa thánh chấp nhận đơn từ nhiệm vì tuổi tác. Ngài chọn Tổng giáo phận Hà Nội là nơi hưu dưỡng của mình và năm tiêu chuẩn mà ngài đặt ra cho những ngày tháng tiếp theo là khổ chết.